trong không khí rộn ràng sắc xuân của đất trời hôm nay, người sau từ các bản làng trên quê hương khắp thành cùng hội tụ về đây giữa không gian tràn ngập sắc xuân của đất trời, hòa quyện với tiếng chuông và những âm thanh rộn ràng mang đậm nét dân gian truyền thống đặc trưng của người sau.
Cúi kẻ lâu kéo con buồn xuân, hoàn to mà bụi cần chân dích. Thầy thả đắm hầm chung mà cỏ phá, ngoài cuối phần lực pháo tây hoang. Chế kéo mà đây sao hậu phụ, thách thiên lý tờ đưa qua giữ. Mày cám đua mọi tia xa thân, cầu con mô âu lời tân hát. Chẳng phải xa chậm thác mà tâm, dập dĩ cầu đua ngần cao xóa. Cùng ốc mà tôi phép cùng ngon, thầm kia nhắn nghĩa thôn mê cài. Liền cái phía hớ nửa hớ xem, phía bầu lúng tuần lên hợp tác ở đây nhạc băng xuân. Kiếm thầm phép chuột cạnh tây hắc, các kẻ càng thầm phấn văn xưa, bảy thật kính hoặc mưa liêu tiên. Nọ tiếm trai điệp nướng điệp vân, điệp hạnh phúc mùa xuân vàng tơ lá. Tổ quân lầu tâm thời cờ ân, tàng cách mạng mùa xuân vinh quang. Hạ thích chi con ra vì đàn quán kinh, vì bạc hồ chỉ tính thoáng tao á. Thầy cách mạng thủ lao thủ dân, phá tàn bao mọi phần khôn thấy. Việt Nam đầu trong tay đường điêu hạ thư, hạt kinh là tuân theo hợp ta. Nghe cầm đàn cầm bán báo dân, bằng nấy đánh dân giàu nước mạnh. Đại kinh lúc đó ngành con tươi, mì thì giờ kinh đã ơi. Bài trừ mọi nghe tìm gì ra, mì hợp tác cai hàng châu lời. Rồi sản xuất mì sân mì ngàn á ơi. Khánh mi các ngã tàn luôn, bảy táo đây thật là thường mọi tin. Mọi cân là hợp lý trầm cua, đàn quên dầu thi đua hạnh tốt ngã đơn. Thanh niên hạnh nằm cốt theo cân, bảy kéo tang của thắng của vang. Cầm phạt du cuốn cán đứng đây tới tới và Việt Nam đẹp hơn giấc phong là họ mọi vững cần thuần mơ kia thì giờ vùng nhát. Hạ chính khi đi đàn gà đây cõi chứ cầm ơn và khổ chỉ thọn bao. Nòng điếm trai điếm nướng điếm vân, điếm hạnh phúc mùa xuân vàng tơi. Tổ quốc cầu vất thời cờ vân, tàng cách mạng mùa xuân lúc quãng ơi. Tiếng khi bọn ra mì đàn quang vinh, mì mãn hồ chỉ tính thoáng pháo hạ hư. Tân cách mạng thủ lao thương dân, phá tàn pháo mọi cần khôn thấy. Việt Nam đầu trắng tay lượn đưa, hạt kính là tuân theo hợp tác ngã hư. Nghe căng đàn căng bằng ngay đây dân giàu nước mạnh. Đại kinh lúc đó cánh tốt tươi,
tôi từng lần bước và mi chạm xa tận tí tiếng ra kẻ ôm thắm tù ra mà khám hạ lên mi cửa hàng mua bán hậu dân tôi dạng xuất mì dân mì láng hồn tấm má hứng thành cõi lai láng thức mì áo há áo bao hạ cầm thần ngã đến đao trầm cuốc đoạn kết lầu thì đua hẳn tôi thành miếng hẳn nặng cốt theo cắn mặn tin tài tách ôn theo lắng bày theo ta đùa phắn của bác chu nhìa cầm sàn dù cuốn cán đứng đây tới tới thà Việt Nam vét ún hạ biếng phong hòm hỏi đúng tờ đưa tuần mới nghe thì giờ vui nhát hạ thiên phi bọn rằm đang là đây coi chưa tổng ước bác hồ tìm thọn pháo. Thank you.
ra vỗ một tràng tay thật lớn để chúc mừng cho tiết mục vừa rồi. Thank you.
Thì Sơn đã ghi lại tất cả những cái khoảnh khắc mà các chị em người giao tuyển này, cũng như là người tày, người lùng, vân vân mọi người thì cũng đã biểu diễn tất cả các cái tiết mục ở trên sân khấu. Và quý vị các bạn cũng đã được xem rồi. Các cô gái múa rất đẹp, các chàng trai cũng múa rất là hay luôn. Và cái video này thì chắc là Sơn sẽ tạm thời kết thúc ở đây các bạn nhé. Ngày mai vẫn còn chương trình lễ hội, và ngày mai thì Sơn tiếp tục ghi lại những cái khoảnh khắc trong cái lễ hội ngày mai. Và ngày mai thì có những cái điều gì đặc biệt trong những cái trò chơi dân gian chẳng hạn, hay là gì đó, thì Sơn sẽ ghi lại vào ngày mai và truyền tải lên kênh để cho mọi người xem nhé. Còn bây giờ thì Sơn xin phép được kính chào tạm biệt quý vị các bạn. Bye bye.